Xin chào quý vị. Trước tiên xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo tổng quan vận mệnh cuộc đời của người tuổi Tân Mão. Thưa quý vị, người tuổi Tân Mão cầm tinh con mèo thuộc mệnh Tùng Bách Mộc. Mệnh này có ý nghĩa là gỗ cây Tùng Bách, cây đại thụ vươn giữa trời, che chở cho những cây non xung quanh bằng những tán lá rộng lớn. Người tuổi Tân Mão có số sung sướng, trong cuộc đời ít có sự thay đổi và có được triển vọng tốt đẹp trong tương lai. Cuộc sống được sung túc từ khoảng 27 tuổi trở đi, còn trước tuổi 27 cũng trải qua nhiều lao đao sóng gió. Cuộc sống thường hay vấp ngã và phải chịu nhiều đau buồn, ít có triển vọng thành công trong việc thi cử, việc làm ăn hoặc là những mưu sự cho cuộc sống. Nhưng riêng về mặt thi cử, trong khoảng thời gian từ năm 18 tuổi đến năm 21 tuổi cũng có nhiều điều tốt đẹp, thu được ít nhiều thành công. Cuộc đời khi tuổi còn trẻ thì có nhiều buồn phiền, tuy nhiên sang khoảng trung vận thì sẽ được hưởng sung sướng, tuy không được giàu sang. Người tuổi Tân Mão trong vấn đề công danh có khá nhiều triển vọng tốt đẹp ở tương lai, học vấn và cả vấn đề về phát triển công danh sự nghiệp cũng có nhiều cơ hội, quý vị có thể dựa vào đó để tiến đến bước cao trong cuộc sống. Chính vì vậy, quý vị hãy tự tin chắc chắn sẽ đạt được nhiều kết quả khả quan trong những năm tháng tuổi trưởng thành. Nam giới tuổi Tân Mão số hưởng sung sướng, cuộc đời của quý vị ít thay đổi và có tiến triển tốt đẹp trong tương lai, sống được hưởng sung túc trong khoảng thời gian từ năm 27 tuổi trở lên. Tuy nhiên, khi dưới 27 tuổi gặp nhiều lao đao, cuộc sống sẽ gặp nhiều sự vấp ngã và đau buồn. Nữ tuổi Tân Mão có cuộc đời gặp nhiều may mắn trong cả vấn đề công danh cũng như vấn đề tài lộc và sự nghiệp. Tuổi nhỏ tuy có nhiều điều lo nghĩ nhưng cuộc sống của quý vị vẫn được an nhàn và có nhiều cơ hội tạo được đầy đủ tài lộc vào thời kỳ trung vận. Con đường công danh có cơ hội sáng sủa. Cuộc đời của tuổi Tân Mão nữ mệnh vẫn được hoàn toàn đầy đủ và có ít nhiều chuyện lo buồn vào thời kỳ trung vận, có cơ hội phát triển về sự nghiệp. Thưa quý vị, tuổi Tân Mão số gia nan lắm dãi giàu, bởi sinh lỗi số khẩn cầu ơn trên, hạ thu lo lắng khôn lường, hưu tù xung khắc ví chưng lỗi mùa, lỗi xanh mà đặng làm vua, bị giặc vây khốn chịu thua hàng đầu. Nhưng nhờ số tuổi hiền lành, nhờ trời Phật độ ngày nay mới còn, nhân nghĩa phước đức giữ tròn, tham tài ở ác chẳng còn chẳng sai, vô duyên với kẻ thân nhân, anh em như thể người xưa láng giềng. Số này tiền bạc khác xa, đến khi vận cuối nghiệp nhà mới nên. Thưa quý vị, người tuổi Tân Mão số sung sướng, cuộc đời ít có sự thay đổi và có triển vọng tốt đẹp trong tương lai, sống sung túc trong khoảng thời gian từ 27 tuổi trở lên. Tuy nhiên, tuổi Tân Mão khi dưới 27 tuổi cũng chịu nhiều đau buồn trong cuộc sống, có nhiều sự vấp ngã. Tuy nhiên, người tuổi Tân Mão khá hay, rất nhiều triển vọng về trung vận và hậu vận, công danh có nhiều cơ hội phát triển mạnh mẽ về trung vận nhưng lại có nhiều đau buồn về tình duyên. Thưa quý vị, về vấn đề tình duyên, trong đời của quý vị tuổi Tân Mão cũng nhiều khắt khe lắm, hay đổ vỡ và nhiều đau buồn về vấn đề tình duyên. Người tuổi Tân Mão có sự thay đổi và việc đổ vỡ hay thường xảy ra vào lúc tuổi nhỏ, cũng có thể cũng bị cảnh biệt ly ở vào độ tuổi trung bình, nghĩa là vào khoảng tuổi 28 hay 29 tuổi. Tình duyên hôn nhân của người tuổi Tân Mão không đem lại những thành công theo sự mong muốn của cuộc đời, như một hình bóng đi qua và cuộc đời đối với tình duyên như đen tối. Số người tuổi Tân Mão có nhiều đau thương về vấn đề tình duyên, quý vị phải cẩn thận và suy xét kỹ càng trước khi bước vào con đường tình ái. Lựa chọn và quyết định có một suy xét và ý muốn rõ rệt, đừng nhắm mắt hay cuồng vọng mà phải đổ vỡ, làm cho cuộc đời mang lấy đau thương. Tuy vậy, quý vị cũng nên biết xem cuộc đời của quý vị có nhiều thay đổi về vấn đề tình duyên hay không, cho nên quý vị hết sức cẩn thận về vấn đề tình duyên của cuộc đời mình. Thưa quý vị, về vấn đề công danh sự nghiệp của người tuổi Tân Mão có nhiều triển vọng tốt đẹp trong tương lai, có học vấn cao và phát triển công danh sẽ có nhiều cơ hội làm cho quý vị tiến lên mức độ cao trong cuộc sống. Cho nên đối với vấn đề công danh, quý vị nên vững tin và phải cố gắng rất nhiều để đạt được những thành công trong tương lai. Về gia đạo, vào tuổi 20 thì có nhiều đau xót, quý vị cũng nên theo số phận mà đừng nên quá bi quan trước sự đau buồn của gia đạo. Thưa quý vị,
về vấn đề công việc làm ăn. Trong cuộc sống muốn phát triển sự nghiệp, công danh lẫn tiền bạc, quý vị phải nên hợp tác làm ăn với những tuổi hợp với quý vị. Công việc phát triển làm ăn mới được lâu bền và đem lại nhiều thắng lợi cho cuộc sống. Dù rằng số tuổi có nhiều triển vọng mà quý vị lại kết hợp với những tuổi không hợp thì chắc chắn quý vị sẽ gặp nhiều thất bại trong cuộc đời và trong công việc làm ăn, vì quý vị chọn người tương hợp làm ăn không phù hợp với vận mệnh, bản mệnh, cuộc đời của quý vị, đặc biệt là không hợp với tuổi làm ăn với quý vị. Cho nên vấn đề chọn tuổi, chọn người phù hợp để tác hợp làm ăn, vấn đề này quý vị cũng cần lưu ý cho. Tiếp theo xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo vật phẩm tỷ hưu. Thưa quý vị, theo truyền thuyết thì nó là một loài thú có sừng, có bờm uốn cong rất dài nên còn có tên gọi là hưu trời. Hai cái sừng của nó có tác dụng trừ tà. Về sau nó có xu hướng phát triển thành con thú một sừng. Người ta nói rằng tỷ hưu có tác dụng hút tài lộc bốn phương về cho gia chủ, đặt trên bàn làm việc, quầy thu ngân, ban thờ thần tài và phải hướng đầu ra cửa chính hoặc cửa sổ. Tiếp theo xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo đặt hũ muối cung thần tài, hút tiền bạc vào nhà, gia chủ giàu lên như trúng số. Thưa quý vị, đặt hũ muối theo phong thủy dưới đây sẽ giúp xua đuổi tà ma, hút tài lộc vào nhà, cuộc sống đang nghèo trở nên khấm khá. Công dụng của muối trong phong thủy. Thưa quý vị, trong nhiều nền văn hóa cổ đại bao gồm cả Việt Nam và một số nước Á Đông, muối được xem là có tính chất làm sạch. Từ lâu chúng đã được sử dụng trong các nghi lễ tẩy rửa và liệu pháp thanh lọc cơ thể. Ông bà ta thường nói đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi, để chứng tỏ sức mạnh xua đuổi tà khí của muối. Muối có thể hấp thụ năng lượng thấp và tiêu cực, xua đuổi những loại khí xấu, đồng thời mang đến những nguồn năng lượng tích cực cho không gian sống. Trong phong thủy, tinh thể muối kết hợp với nước càng làm gia tăng tác dụng. Thêm vào đó, những đồng tiền kim loại được đặt trong bát muối sẽ tạo nên các phản ứng giúp tẩy rửa và làm tiêu tán năng lượng tiêu cực. Bởi vậy, dùng muối để hóa giải những nguồn năng lượng tiêu cực trong gia đình là một vũ khí phong thủy hữu hiệu từ ngàn đời nay. Dùng muối để hóa giải như thế nào? Thưa quý vị, rắc muối để xua tà khí. Trước khi chuyển đến nơi ở mới, quý vị hãy rải muối vào phòng, đặc biệt là ở các góc nhà. Muối sẽ giúp hấp thụ năng lượng của những người chủ trước đó. Sau 24 giờ, quý vị có thể quét chúng đi, đặt bát muối để mong sung túc. Nhiều nhà giàu thường hay đặt bát muối ở góc nhà cung tài lộc hướng đông nam để mong muốn giàu có. Quý vị cũng có thể làm theo cách này, hoặc đặt bát muối ở cung gia đạo hướng đông nếu muốn cải thiện sức khỏe. Thay muối 2 tháng một lần, đặt bát muối để xua tà khí cho cả năm. Thưa quý vị, chuẩn bị một bát nước muối phong thủy. Đầu tiên cho muối vào đáy 3/4 bát hoặc ly thủy tinh, rồi đặt 6 đồng tiền xu xếp theo hình vòng tròn vào bát. Chú ý đặt trên mặt muối và mặt dương của xu ngửa lên trên. Nước muối hấp thu năng lượng tiêu cực. Quý vị hãy cho tiền xu vào bát nước muối đặt ở những nơi có năng lượng không tốt. Cách này được xem là rất hiệu quả nếu quý vị thực hiện đúng cách. Trước tiên, quý vị cho muối vào bát hoặc ly thủy tinh chiếm 3/4 bát, đặt 6 đồng tiền xu xếp theo hình vòng tròn lên trên mặt muối. Chú ý đặt mặt dương, tức là mặt có ký tự khác, hướng lên trên. Sau đó quý vị đổ nước đầy đến miệng bát, đặt bát muối lên một miếng vải lót và không đậy bất kỳ thứ gì lên trên miệng bát. Quý vị nên đặt bát ở những nơi tiếp xúc với không khí, tránh những không gian kín như tủ, chạn bát. Bát muối sau một thời gian sẽ xuất hiện phản ứng, muối có hiện tượng kết tủa tràn ra ngoài miệng bát. Do đó, nếu e ngại vấn đề thẩm mỹ, quý vị có thể đặt bát muối ở góc khuất hoặc đằng sau vật nào đó như ghế sofa, hoặc là đặt sau chậu cây cảnh. Trong vòng 1 năm, để yên bát muối tại một vị trí không xê dịch, nếu không năng lượng tiêu cực đã tích tụ sẽ tan vỡ. Đặt muối ở đâu? Thưa quý vị, quý vị nên đặt bát muối ở góc nhà hướng đông nam cung tài lộc nếu mong muốn tiền bạc của gia đình dồi dào. Còn nếu mong muốn cải thiện sức khỏe cả gia đình, quý vị nên đặt bát muối ở hướng đông cung gia đạo, cứ mỗi 2 tháng lại thay bát muối. Tiếp theo xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo cách đặt đồng tiền hoa mai trong két sắt rước tài lộc vào nhà. Thưa quý vị, trong phong thủy, tiền xu là biểu tượng cho của cái vật chất và tài lộc trong gia đình. Chính vì vậy, những đồng tiền xu cổ được nhiều người sử dụng để kích tài vận, mang lại may mắn cho công việc kinh doanh của mình. Đồng tiền hoa mai hay hoa mai kim tiền cũng là một trong những loại tiền xu có ảnh hưởng quan trọng tới tài lộc và vận số may mắn cho con người. Đồng tiền hoa mai đặt trong két sắt là gì? Thưa quý vị, đồng tiền hoa mai hay còn được gọi là hoa mai kim tiền là đồng tiền xu được đúc bằng đồng hình hoa mai 5 cánh. Trên mỗi cánh hoa mai sẽ được chạm trổ ngũ tự gồm thọ, mệnh, trường, phú, quý. Mặt còn lại
sẽ được khắc hình đào tiên, trường thọ, chim khách, cát tường, thỏi vàng, của cải, rơi, phúc, tuần lộc, lộc. Chính vì vậy, đồng tiền hoa mai thường được coi như là một vật phẩm mang lại sự may mắn, thu hút tài lộc của cải cho gia chủ. Dân gian vẫn truyền tai nhau rằng nếu ai có đồng tiền hoa mai Việt Nam bằng đồng để trong két thì tiền vàng ùn ùn kéo tới, lộc lá ngập nhà. Nhưng cách sử dụng đồng tiền hoa mai Việt Nam để kích hoạt vận may liên quan tới tài lộc thì không phải ai cũng nắm rõ. Bởi nếu làm không đúng cách thì tiền chẳng vào nhà mà còn có nguy cơ đội nón ra đi. Ý nghĩa của đồng tiền hoa mai với két sắt. Thưa quý vị, đồng tiền hoa mai là một vật phẩm phong thủy mang ý nghĩa hỗ trợ vận may, tài lộc tới cho chủ nhân sở hữu. Tiền hoa mai thường được treo thành cặp, tạo thành hai bông mai 10 cánh, tượng trưng cho thập toàn hoàn mỹ. Tiền xu hoa mai được coi như vật khí để trấn yểm hung khí, thu hút vận khí tốt lành, mang tới sự thịnh vượng, danh vọng. Từ thời xa xưa, đồng tiền hoa mai đã được rất ưa chuộng làm vật tùy thân mang theo khi ra ngoài để giúp các mối quan hệ trong xã hội trở nên tốt đẹp, ít hiềm khích, dễ dàng có được công danh sự nghiệp. Đồng tiền hoa mai được sử dụng rất nhiều, không chỉ trong gia đình mà còn trong kinh doanh buôn bán, với công dụng đa năng như tránh chuyện thị phi, kiện tụng, giải trừ kẻ tiểu nhân. Cách kích hoạt vận may khi sử dụng đồng tiền hoa mai cũng rất đơn giản. Quý vị chỉ việc đặt đồng tiền hoa mai vào két sắt và nghĩ về sự giàu có, thịnh vượng. Có thể đặt hoa mai kim tiền vào một cái túi nhung đỏ để giữ cho đồng xu được sạch sẽ và không bị các đồ vật khác trong két chạm vào gây chảy xước. Thưa quý vị, tránh để đồng tiền hoa mai tại những vị trí ẩm thấp, quấy tạp như nhà vệ sinh, phòng tắm, vì những vị trí này được quan niệm là nơi gây thất thoát của cải, có thể đem lại vận xui cho gia chủ. Cho nên quý vị hết sức lưu ý cho cách đặt đồng tiền hoa mai trong két sắt. Thưa quý vị, người ta vẫn sử dụng đồng tiền hoa mai Việt Nam như một lá bùa thu hút vận may và đem lại nguồn sinh khí tốt lành. Nếu đồng tiền hoa mai bằng đồng để trong két sắt thì công việc làm ăn của gia chủ sẽ gặp thuận lợi, làm đâu thắng đó và tránh được những chuyện thị phi, kiện tụng gây trở ngại. Đồng tiền hoa mai đặt trong két sắt mang đến vận may tài chính cho gia chủ, hỗ trợ đường quan lộ rộng mở và phát lộc phát tài. Tuy nhiên, để có một góc két sắt hợp phong thủy thì có lẽ chỉ hoa mai kim tiền là chưa đủ. Quý vị cần phải nắm được hướng đặt két sắt theo tuổi cũng như kích thước két sắt phù hợp với căn phòng của mình. Trong ngôi nhà, két sắt là nơi lưu giữ tiền của cho gia chủ. Chính vì thế, việc lựa chọn vị trí để két và vật phẩm đặt trong két là vô cùng quan trọng. Đồng tiền hoa mai có thể đặt ở nhiều vị trí như trên bàn thờ, treo lên tường hay treo trước cửa ra vào nhà của quý vị. Nhưng để phát huy tối đa vận khí do đồng tiền hoa mai tạo ra, quý vị nên đặt trong két sắt trong gia đình. Két sắt là vật quan trọng trong gia đình vì ngoài giữ tài sản, két sắt còn chứa đựng nhiều giấy tờ tài sản quan trọng. Chính vì thế, theo phong thủy, két sắt là vật chứa đựng nguồn năng lượng lớn và là nơi tập trung tài lộc trong nhà, quyết định sự hưng vượng cho gia chủ. Việc đặt đồng tiền hoa mai bên trong hay bên ngoài két sắt sẽ giúp mang lại tài lộc dồi dào, gia tăng tài khí, công việc, kinh doanh thuận lợi. Thưa quý vị, trên thực tế, độ thẩm mỹ của đồng tiền hoa mai đẹp nhất là kết hợp với một chiếc két sắt mini đẹp. Tuy nhiên, nếu quý vị đã sở hữu một chiếc két sắt thông thường thì vẫn có thể đặt đồng tiền hoa mai để tăng sự may mắn. Quý vị nên đặt đồng tiền hoa mai hay hoa mai kim tiền ở trong két sắt, đặt trên sấp tiền trong két sắt của nhà quý vị là tốt nhất. Xin cảm ơn quý vị, xin chúc quý vị sức khỏe và gặp nhiều may mắn.